Kinh số 24 Khởi Thế Kinh Quyển 6 Phẩm 10 Tứ Thiên Dương Chư tỳ kheo, lưng chừng phía đông núi Chúa Tu Di, có núi tên Do Càn Đà, đỉnh núi cách đất 42.000 doa tuần. Trên đỉnh núi ấy có trụ xứ thành quách của Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra. Thành tên là Hiền Thượng, dài rộng phẳng 600 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, lại có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem, đều dùng 7 báo để trang trí. Đó là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, xích châu, mã não, vân vân, tạo thành. Ở bốn phía đều có các cửa, mỗi cửa đều có lầu cao phòng vệ, đài gác, giường cảnh, ao hồ, có các rừng hoa, các cây lạ. Cây ấy có các thứ lá, các thứ hoa, các thứ quả, các thứ hương, hương ấy lan khắp, có các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh thanh thoát, rất dễ say mê. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía nam núi Chúa Tu Di, cách mặt đất 42.000 do tuần. Ở trên đỉnh núi Do Càn Đà, có trú xứ thành quách của Thiên Dương, Tỳ Lâu Lạc Ca. Tên thành là Thiện Hiện, dài rộng trang nghiêm giống như trú xứ của Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra đã nói. Cho đến các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh êm dịu, rất dễ say mê. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía tây núi Chúa Tu Di, cách mặt đất 42.000 do tuần. Trên đỉnh núi Do Càn Đà, có trú xứ thành quách của Thiên Dương, Tỳ Lâu Bát Xoa, tên thành là Thiện Quán, rộng dài trang nghiêm. Tất cả đều giống như trú xứ Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra đã nói, cho đến các giống chim cùng nhau ca hót, âm thanh êm dịu, rất dễ say mê. Chư tỳ kheo, lưng chừng phía bắc núi Chúa Tu Di, cách mặt đất cũng 42.000 do tuần. Trên đỉnh núi Do Càn Đà, có chỗ của Thiên Dương Tỳ Sa Môn, có 3 thành quách lớn. 3 thành ấy là gì? Một tên là Tỳ Xá La Bà, 2 tên là Già Bà Bát Đế, 3 tên là A Bồ Bàn Đa. Cả 3 đều dài rộng 600 do tuần, có 7 lớp bờ thành, 7 lớp lan can. Lược nói như trước, cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, chỉ trừ cung điện của Nguyệt Thiên Tử, 7 cung điện lớn của Nhật Thiên Tử và cung điện các thiên tử trong Tứ Thiên Dương Thiên, còn có các cung điện khác. Trong đó có cái dài rộng phẳng 40 do tuần, hoặc có 30, hoặc có 20, cho đến 12 do tuần. Cái nhỏ nhất cũng còn dài rộng tới 6 do tuần. Chỗ ở cũng có 7 lớp bờ thành, 7 lớp lan can, vân vân. Lược nói như trước, cho đến các giống chim cùng nhau ca hót. Chư tỳ kheo, khoảng giữa hai cung của Tỳ Xá La Bà và Già Bà Bát Đế, xuất hiện một cái ao cho Thiên Dương Tỳ Sa Môn, tên là Ni Trĩ Ni, dài rộng phẳng 40 do tuần. Nước ao điều hòa, trong mát êm ả, vị nước ngon ngọt, thơm sạch không bẩn. Bốn phía bờ ao có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới chuông, cũng có 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem, vân vân, cho đến sa cừ, mã não, vân vân, 7 báo tạo thành. Ở bốn phía đều có đường cấp, cũng dùng 7 báo trang nghiêm. Trong ao có nhiều hoa ưu bát la, hoa đầu ma, hoa câu mâu đầu, hoa bôn trà lợi, vân vân, tự nhiên mọc lên. Hoa ý hình lửa, màu lửa, ánh sáng lửa, cho đến hình nước, màu nước, ánh sáng nước, cỡ hoa lớn nhỏ đều như bánh xe, ánh sáng tỏa chiếu đến nửa do tuần. Mùi thơm lan tỏa khắp một do tuần. Có các ngó sen lớn như trục xe, cắt ra, nhựa chảy màu trắng sữa, ăn vào ngon ngọt như mật quý. Chư tỳ kheo, khoảng giữa hai cung điện của Già Bát Đế và A Trà Bàn Đa có thiết lập một cảnh cho Thiên Dương Tỳ Sa Môn. Giường ấy tên là Ca Tỳ Viên Đa, dài rộng phẳng 40 do tuần, có 7 lớp bờ tường, 7 lớp lan can, cho đến 7 lớp hàng cây đa la bao bọc chung quanh, nhiều màu dễ xem. Lược nói như trước, vân vân, cho đến Do 7 báo tạo thành. Chư tỳ kheo, trú xứ Hiền Thượng của Thiên Dương Đề Đầu Lại Tra,
qua lại các thành quách có hai đường, nơi trú xứ Thiện Hiện của Thiên Dương Tỳ Lâu Lạc Ca. Qua lại các thành quách cũng có hai đường, nơi trú xứ Thiện Quán của Thiên Dương Tỳ Lâu Bát Xoa. Qua lại các thành quách cũng có hai đường, nơi trú xứ thành quách A Đồ Bàn Đa cũng có hai đường, trú xứ thành quách Tỳ Xá La Bà và Già Bát Đế cũng có hai con đường, trú xứ cung điện của các tiểu thiên và quyến thuộc của trời Tứ Thiên Dương cũng mỗi qua lại có hai con đường, ao Na Trĩ Ni và giường Ca Tỳ Viên Đa cũng mỗi qua lại có hai đường. Nam mô A Di Đà Phật.